anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh đang có mặt tại con đường tỉnh lộ 9, con đường kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi về 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta chạy thẳng về phía trước là hướng đi lên vòng xoay Gò Mối, đi lên trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa, trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, cũng như là hướng đi ra quốc lộ N2 đi về miền Tây hoặc là sang Củ Chi, Tây Ninh quý anh chị nhé. Còn hướng ngược lại thì chúng ta sẽ đi về ngã ba Mỹ Hạnh, đi lên các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và dẫn quý anh chị mình đi tham quan một sản phẩm ký gửi mới tọa lạc ngay trên mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 này, một vị trí để chúng ta thuận tiện buôn bán kinh doanh quý anh chị nhé. Mình có thể là vừa ở vừa buôn bán kinh doanh hoặc là làm kho nhà xưởng nhỏ. Vị trí bất động sản ngày hôm nay là một lô đất hướng nam nằm ngay mặt tiền con đường tỉnh lộ 9 này, có diện tích là ngang 10 và dài là 46.8, tổng diện tích trên sổ là 468 m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị, và đất đã được san lấp cao ráo bằng với mặt đường. Với cái vị trí ngày hôm nay rất là phù hợp để quý anh chị mua làm kho nhà xưởng nhỏ hoặc là chúng ta làm mặt bằng buôn bán kinh doanh cũng như là đầu tư sinh lời. Nằm ngay mặt tiền con đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Đây chính là con đường kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi về 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và trên màn hình ống kính camera đã xuất hiện vị trí bất động sản ngày hôm nay. Kế bên là công ty luôn quý chị nhé. Từ bên cái mép hàng gạch mình đo sang là 10m và dài đụng xuống bức tường phía sau của một cái công ty may là 46.8, tổng diện tích trên sổ là 468 m², đất đã lên thổ cư và đã san lấp cao ráo bằng với mặt đường rồi. Lô này có giá là 6,9 tỷ Việt Nam đồng, còn thương lượng bao thuế phí công chứng sang tên, đất đã lên full thổ cư quý anh chị nhé. 690 triệu cho diện tích là ngang 10 và dài là 46.8, tức là khoảng 690 triệu trên 1m ngang đó quý anh chị nhé. Khu vực rất là đông đúc, nhà cửa, dân sinh, công ty, xí nghiệp. Và với cái vị trí này thì quý anh chị có thể là làm phòng trọ cho thuê cũng được, hoặc là chúng ta làm kho nhà xưởng nhỏ nằm ngay kế bên công ty. Ngang 10 và dài là 46.8 quý anh chị nhé. Giá là 690 triệu, đất full thổ cư, sổ hồng riêng có sẵn, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí này thì đang khá là phát triển, trên con đường tỉnh lộ 9 này cái giá nó đang tăng rất là nhanh, dao động là từ khoảng 1 tỷ rưỡi cho tới giá thấp nhất là 609 quý anh chị nhé. Và giá của lô này là giá thấp nhất. Quý anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày quý anh chị nhé.